Thủ tướng Đức bối rối khi hai người phụ nữ đứng cạnh bất ngờ cởi áo để lộ khẩu hiệu cấm khí đốt Nga. Hai người phụ nữ tới gần Thủ tướng Đức Olaf Scholz khi ông đang đứng trong một khu vườn để chụp ảnh với khách tham quan phủ thủ tướng trong một sự kiện mở với công chúng ngày 21 tháng 8. Ông bối rối khi họ bất ngờ cởi áo để lộ khẩu hiệu kêu gọi cấm vận khí đốt Nga ngay lập tức. Hai người phụ nữ lập tức bị nhân viên an ninh đưa ra chỗ khác, còn ông Scholz vẫn đứng lại để tiếp tục chụp ảnh với khách tham quan. Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga, tới nay chưa áp lệnh cấm hoàn toàn với nguồn khí này sau khi Liên minh châu Âu-EU ban hành nhiều gói trừng phạt lên Moscow vì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhiều người dân đặt câu hỏi với ông Scholz trong sự kiện ngày 21 tháng 8 về vấn đề này. Thủ tướng Đức cho hay, Berlin đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế khí đốt Nga như khí tự nhiên hóa lỏng, LNG. Ông hy vọng những nhà ga đầu tiên mà Đức đang xây dựng để nhập khẩu khí LNG có thể hoạt động từ đầu năm sau. Khi đó, vấn đề an ninh nguồn cung cấp năng lượng có thể được giải quyết vào đầu năm 2024, ông nói. Nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông buộc Liên minh châu Âu-EU hồi tháng 7 thông qua đề xuất các nước thành viên tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu sử dụng khí đốt từ tháng 8 đến tháng 3 năm 2023. Trong khi đó, Đức thúc đẩy xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Bồ Đào Nha qua Pháp đến Trung Âu để giúp khu vực giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 12 tháng 8 cho biết, nước này sẽ hạn chế nhiệt độ máy sưởi trong các tòa nhà công cộng vào mùa đông để tiết kiệm khí đốt khi Nga giảm nguồn cung. Một số thành phố ở Đức cũng yêu cầu các tòa nhà công cộng và những đài tưởng niệm tắt đèn thay vì thắp sáng suốt đêm như trước trong bối cảnh đất nước đang tìm cách tiết kiệm năng lượng. Ukraine không nhượng bộ, tuyên bố không có cánh cửa ngoại giao với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 tháng 8 tại thành phố Lviv, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đều bày tỏ mong muốn giúp Kiev tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay với Nga. Không ai thúc giục chúng tôi nhượng bộ có lợi cho Nga. Tôi muốn nói thẳng rằng chuyện nhượng bộ sẽ không bao giờ xảy ra ngoài những cáo buộc phản quốc xuất hiện trên mạng xã hội. Ông Kuleba nói. Hai Tổng thống và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc không chỉ chia sẻ lập trường chung mà còn cả hành động của họ trong các vấn đề quan trọng, bao gồm hành lang ngũ cốc, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và việc trả tự do cho các tù binh của chúng tôi. Tôi cho rằng giải pháp ngoại giao cho nhiều vấn đề sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp và quyết định của ba nhà lãnh đạo này cho đến khi chiến tranh kết thúc. Họ đã đạt được sự hiểu biết chung, đó là điều chính yếu, ông Kuleba nói thêm. Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp ngoại giao giữa Ukraine và Nga. Ông cho rằng các bên nên quay trở lại bàn đàm phán dựa trên các thỏa thuận đạt được hồi tháng 3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kuleba cho biết, Tổng thống Zelensky cũng đồng ý rằng chiến tranh sớm muộn cũng sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng hiện không thấy có cánh cửa ngoại giao nào để đàm phán với Nga. Ông Zelensky cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga chỉ có thể được tiến hành sau khi các vùng lãnh thổ của Ukraine do quân đội Nga kiểm soát được giải phóng. Tổng thống Zelensky hồi đầu tháng 7 cho biết, quân đội nước này đã giải phóng hơn 1.000 thành phố, thị trấn, nhưng vẫn cần phải giải phóng 2.610 thành phố và thị trấn nữa khỏi sự kiểm soát của Nga và phe ly khai. Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3. Tại vòng đàm phán này, Kiev đề xuất một thỏa thuận về các cam kết an ninh dành cho Ukraine. Đổi lại, Kiev sẽ chấp nhận trung lập. Tuy nhiên, giới chức Nga sau đó cáo buộc Ukraine rút lại các đề xuất ban đầu. Nga tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra gồm các cam kết trung lập vĩnh viễn, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập dành cho vùng Donbass, nơi có hai vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Lugansk. Trong khi đó, giới chức Ukraine nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Trong bài phát biểu vào tối ngày 7 tháng 8, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vẫn giữ lập trường không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 3 tháng 8 tuyên bố Nga đã sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine và Kiev có thể chấm dứt xung đột đang diễn ra bất cứ lúc nào bằng cách chấp nhận các điều kiện của Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine hoài nghi điều này, cho rằng nếu Nga thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, họ sẽ không tập hợp quân dự bị ở miền nam Ukraine ở thời điểm hiện tại. Đài Loan phô diễn tiêm kích tối tân trong biên chế. Lực lượng phòng vệ Đài Loan thể hiện năng lực tác chiến khi huy động phi đội tiêm kích F-16V hiện đại nhất trong cuộc tập diễn ban đêm. Lực lượng phòng vệ Đài Loan diễn tập sẵn sàng chiến đấu với nội dung phòng thủ chống đổ bộ tại căn cứ ở huyện Hoa Liên, phía đông hòn đảo tối 17 tháng 8. Chúng tôi luôn duy trì cảnh giác, thực hiện khái niệm chiến trường khắp nơi và huấn luyện mọi lúc để đảm bảo năng lực phòng thủ trong bối cảnh lực lượng đại lục liên tục diễn tập quân sự trong thời gian qua. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ra thông cáo cho biết.
Hình ảnh do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố cho thấy, kỹ thuật viên mặt đất lắp đặt tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon cùng tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM và AIM-9 Sidewinder cho các tiêm kích F-16V trong nhà chứa kiên cố. Sau chiến đấu cơ F-16V, sau đó cất cánh làm nhiệm vụ trinh sát và huấn luyện ban đêm, trong đó có 2 chiếc mang theo tên lửa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại. Quân đội Trung Quốc hôm 15 tháng 8 thông báo tổ chức tập trận sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời quanh Đài Loan. Hoạt động diễn ra một ngày sau khi phái đoàn Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ed Markey dẫn đầu đến thăm Đài Loan và gặp lãnh đạo Thái Anh Văn. Ông Markey là Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Đông Á-Thái Bình Dương và Tiểu ban An ninh mạng quốc tế Thượng viện Mỹ. Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông Quân đội Trung Quốc cùng ngày công bố video cho thấy máy bay cảnh báo sớm KG-500 và tiêm kích hạng nặng SU-30 cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Video còn thể hiện hình ảnh chiến đấu cơ Trung Quốc thực hiện nhiều động tác cơ động trên không, bên dưới là quần đảo Bành Hồ do Đài Loan kiểm soát. Phó chỉ huy lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan hôm 16 tháng 8 cho rằng Bắc Kinh đang tiến hành chiến tranh thông tin để cho thấy họ đang hoạt động sát hòn đảo Bành Hồ, đồng thời phủ nhận máy bay quân sự Trung Quốc áp sát khu vực này. F-16V là tiêm kích hiện đại nhất trong biên chế lực lượng phòng vệ Đài Loan. Hòn đảo đã ký hợp đồng trị giá 3,96 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ để nâng cấp 141 tiêm kích F-16AB sang chuẩn F-16V. Đài Loan cũng đặt mua thêm 66 tiêm kích F-16V của Mỹ trong thương vụ trị giá 8 tỷ đô la Mỹ, khiến họ trở thành lực lượng vận hành nhiều tiêm kích F-16 nhất châu Á. Đại sứ Trung Quốc cảnh báo Mỹ về một đợt căng thẳng khác. Phía Trung Quốc cảnh báo nếu Mỹ không thể hiện sự kiềm chế sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ có một đợt căng thẳng khác. Theo trang Axios, cảnh báo được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương đưa ra tại cuộc họp báo hiếm hoi kéo dài 80 phút ở Washington hôm 16 tháng 8. Ông Tần Cương chỉ trích chuyến thăm Đài Loan gần đây của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là hành động khiêu khích chính trị và cáo buộc Mỹ đang thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Ông gọi việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là hành vi vi phạm thông cáo chung Mỹ-Trung vào tháng 8 năm 1982. Đại sứ Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ coi việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan, các chuyến thăm của các quan chức Mỹ tới Đài Loan hoặc hoạt động của Hải quân Mỹ gần hòn đảo này là những hành động khiêu khích, gây mất ổn định cho quan hệ song phương và ngăn cản tiến triển của các vấn đề khác. Tuy nhiên, trước đó Nhà Trắng cho rằng Trung Quốc mới là bên sử dụng chuyến thăm của bà Pelosi để làm cái cớ thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan và dọa dẫm hòn đảo này. Theo trang Politico, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cho biết thêm, hiện tại Bắc Kinh không có kế hoạch đảo ngược ngay quyết định được công bố trước đó về việc dừng hợp tác giữa Mỹ-Trung trong nhiều lĩnh vực dân sự, quân sự. Quyết định này được Bắc Kinh đưa ra vừa qua để đáp trả chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Tuần trước, ông Kurt Campbell, điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thông báo các đơn vị hải quân Mỹ sẽ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan trong những tuần tới. Chúng tôi kêu gọi Mỹ kiềm chế và không làm bất cứ điều gì để gây căng thẳng leo thang. Nếu có bất kỳ động thái nào xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ đáp trả. Ông Tần cảnh báo khi nói về các hoạt động của Mỹ ở eo biển Đài Loan. Sau khi bà Pelosi tới Đài Loan hôm ngày 2 tháng 8, Trung Quốc đã tập trận quân sự quy mô lớn tại 6 khu vực quanh hòn đảo này. Quân đội Trung Quốc thông báo tiếp tục tập trận quân sự để răn đe vào ngày 15 tháng 8, một ngày sau khi một nhóm nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu đến Đài Bắc trong chuyến thăm không thông báo trước. Nổ kho đạn Nga gần biên giới với Ukraine. Kho đạn phát nổ và bốc cháy gần làng Tinomovo, tỉnh Belgorod của Nga khiến người dân hai ngôi làng phải sơ tán, song không gây thương vong. Vyacheslav Gladkov, tỉnh trưởng Belgorod xác nhận vụ cháy kho đạn đêm 18 tháng 8 xảy ra cách biên giới Ukraine gần 50 km. Theo thông báo mới nhất, không có thương vong. Người dân hai làng Tinomovo và Soloti đã được đưa đến nơi an toàn, ông Gladkov đăng trên Telegram. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy quả cầu lửa khổng lồ cuốn theo cột khói đen dày đặc. Một video khác ghi lại cảnh các vụ nổ liên tiếp tại kho đạn. Dịch vụ khẩn cấp được triển khai tới hiện trường và giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, lực lượng Kiev bị cáo buộc nhiều lần tấn công vào khu định cư và trạm kiểm soát biên giới ở các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga. Moscow nói các cuộc tấn công chủ yếu liên quan đến máy bay không người lái và súng cối, khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại và gây thương vong cho dân thường. Vụ cháy kho đạn xảy ra vài ngày sau vụ nổ tại căn cứ quân sự và kho vũ khí ở Crimea, bán đảo được Nga sát nhập vào năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý. Nga gọi đây là hành động phá hoại của Ukraine.
Kiev không nhận trách nhiệm đứng sau các vụ nổ ở Crimea. Quân đội Ukraine không sở hữu các loại vũ khí tầm xa đủ sức vươn tới mục tiêu ở Crimea. Pháo HIMARS do Mỹ viện trợ chỉ có tầm bắn hơn 80 km, không thể bắn trúng căn cứ Nga ở bán đảo. Dù vậy, các quan chức ở Kiev đánh giá có khả năng tập kích Crimea do lực lượng du kích thực hiện hoặc do các bất đồng nội bộ trong chính quân đội Nga.